nhà lòng quá chừng luôn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Hòa Thời Trang và Cuộc Sống. Và ngày hôm nay mình xin review một cái đồi trà ở Cầu Đất cho các bạn xem nha. Và đầu tiên mến chúc cả nhà mình một ngày thật là vui vẻ, nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Và đầu năm thì mình có đi du lịch ở một điểm đó là Nha Trang, Đà Lạt. Nhưng mà Nha Trang thì mình không thể nào mình review được. Thì mình ghé Đà Lạt thì có nhiều cảnh đẹp quá, cho nên là muốn chia sẻ cho cả nhà mình xem. Đồi trà Cầu Đất này cách thành phố Đà Lạt khoảng là 32 km nha. Đây là một cái khu du lịch đồi trà Cầu Đất. Đây là một quán cà phê, nhìn ở trên xuống thì rất là đẹp, một cái view rất là hoàn mỹ luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mời các bạn hãy cùng vào bên trong để mà tham quan đồi trà Cầu Đất ở thành phố Đà Lạt nha. Và ở đây mình sẽ đứng lên trên cao, ở đây là một quán cà phê nha các bạn. Và mình đó, bây giờ mình sẽ đứng thẳng ở phía trên cao, đứng cũng sợ lắm. Đó rồi, cái nhìn xuống mấy cái đồi trà đó các bạn nhìn thấy không? Nó có từng khuôn đẹp quá ha. Đó, rồi mà gió dữ lắm nha. Cho nên mình đứng ra một chút xíu thôi thì mình cũng vào đồi trà luôn. Ở đây có một cái hồ nước, ở trên này có một cái hồ nước này các bạn. Còn một trên cao một tầng nữa nhưng mà mình không có dám leo lên đó, tại vì cao quá mình cũng ớn, cũng sợ lắm. Mà cái hồ nước này thì nó rất là mát nha, tại vì khí hậu đang lạnh. Thì hiện giờ là ở Đà Lạt là ở ngoài trời các bạn là khoảng là 15-16 độ C, cho nên nó hơi lạnh đó. Rồi sau khi mình review ở trên quán cà phê xong rồi mình sẽ thay đồ ra để mà mình vào đồi trà nha các bạn. Bởi vì đồi trà ở đây nè các bạn thấy không, hôm nay là Tết cho nên người ta không có hái trà, cho nên nó hơi vắng vẻ. Đây là một cái quạt gió để người ta phát điện đó. Đó, rất là mát luôn nha cả nhà. Đó, thênh thang luôn, có một mình một cõi luôn ha. Đây là lá trà nè. Đây là mình hửi coi nó thơm không nha. Đó. Nó có từng dãy hay nó có từng luống á các bạn thấy không? Rồi mình sẽ đi qua bên đây. Nhưng mà khi mà mình trời nó nắng lên á, những cái lá trà đó các bạn nó khô. Những cái lá trà nào mà nó héo nó sẽ khô đi. Mình thích review lúc mà có mọi người đang hái trà đó nhưng mà không được. Ở đây là đồi trà Cầu Đất thì nó khí hậu là mình từ Đà Lạt mình lên đây thì cái dốc nó lên cao, trên này nó giống như trên đồi vậy đó cả nhà, cho nên là nó rất là lạnh nha. Đó, hồi nãy mình đi là mình phải mặc áo lạnh dày lắm đó.
cho nên là hả, còn trà thì người ta hái người ta hái hết rồi. Đây là lá trà, trà mà trà xanh rồi mình uống đó cả nhà. Ủa vậy hả, không phải trà, không phải trà. Ủa hả, trời ơi, đây trà đây. Đây nè, cái này mới là trà nè. Mình hái thử lá. Trà này là trà xanh nha cả nhà. Đó, thấy không, đẹp không? Là lá trà là đây. Lâu lâu mình nên tham quan trà Cầu Đất, trà Cầu Đất chứ. Đi săn mây á, là phải đi vào lúc 5 giờ sáng nha mới có mây. Còn bây giờ hết mây rồi. Hẹn lại các bạn ở kỳ sau nha. Mà có cái là nó không có nắng á, nhiều khi nó không có đẹp.